Hello, hello cả nhà. Hôm nay let's kick it cùng với anh Mai Thị Thế và Danny Huy Lê trở lại chương trình talk show ngày hôm nay. Danny, say something to the viewers. Yeah, đầu tiên là một lần nữa xin được chào quý vị khán giả cũng như là chào anh Hiệp và anh Thế trở lại với chương trình Let's Kick It do anh Hiệp và Mai Thị Thế thực hiện. Mai Thị Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It. Your cinema studio. Khoảng cá chút xíu. Cũng chào Eric Hiệp, yes. Chào Danny Huy. Và cũng không quên cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình. Thì anh em chúng tôi, ekip làm việc cũng vẫn không quên cảm ơn Nam. Anh Nam là chủ nhân của Number One Auto Compressor đã tài trợ các áo đấu cho chương trình Let's Kick It của Cinema Studio. Mời Eric. Rồi, ngày hôm nay có ba trận rất là hay. Anh để cho fan cứng của England nói trước. Dạ, à, thì đầu tiên là thực sự là chương trình mình là mới lên official là lên được đúng có một show thôi. Một show opening. Cái chương trình đầu tiên thì cũng có nói với khán giả là sẽ cố gắng lên mỗi ngày nhưng mà thật sự thì cũng hơi khó. Tại vì thực sự đây đúng rồi anh Hiệp, đây là cái căn nhà lá vườn. Một cái chương trình mình cũng như là một cái sân chơi thôi, cho nên là cũng cố gắng để mà lên chương trình mỗi ngày để cho quý vị có thể theo dõi mỗi ngày, thì có thêm một cái talk show nữa để quý vị tiếp tục theo dõi, nhưng mà cũng hơi khó, cho nên là đây là mới là chương trình thứ hai thôi. Thua game á, lùng bùng á, lại đầu óc không có được. Dạ, nhiều lúc nhắn để làm việc, nhiều lúc nhắn vô rồi hôm nay có quay không, thấy ai cũng im rồi. Yeah, là chắc là biết là thấy là bị lùng bùng rồi. Thì cũng cảm ơn sự yêu thương của quý khán giả đã quan tâm. Thì sau khi mà cái tập 1 lên thì có một số quý khán giả là cũng hỏi là sao lại chưa thấy tập 2. Thì anh em chúng tôi cũng cố gắng, tại bên cạnh các công việc thường ngày của ekip làm việc thì Eric thì luôn bận biểu và rất có nhiều việc để làm, nhưng mà vì theo cái sôi nổi, cái đam cảm mê, hứng cái đam mê của bóng đá. Thì nên Eric, Huy, Hoàng và Thế cũng cố gắng làm cho một cái chương trình cho Cinema Studio. Thì Hoàng thì nhà ở dưới Irvine thì Hoàng cũng hơi quá xa, nên đôi khi Hoàng cũng phải tranh thủ. Thằng Huy thì cũng có hai vợ một con, hai con, hay là về công việc của mình, nên anh em chúng tôi cũng phải làm sao mà để có cái thời giờ cho nó trùng khớp với nhau thì các anh em mới làm việc chung được. Thì cũng xin cáo lỗi vì không có cái chương trình liên tục như vậy, nhưng anh em sẽ cố gắng hết sức để đem tới quý vị để có một cái nhìn rất khác cho cái giải Euro năm nay. Vậy thì mình điểm qua coi như là hôm nay là ngày thi đấu thứ tư rồi của Euro. Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày thi đấu thứ tư của Euro 2024. Thì điểm qua rất là nhanh thôi của ba ngày thi đấu đầu tiên của hai bảng là bảng A với bảng B, là cả bảng C luôn, là đã có, là như quý vị đã biết là trận đầu tiên thì Đức đã thắng rất là thuyết phục 5-1 trước Scotland. Và trận đấu còn lại thì Hungary cũng đã để thua trước Thụy Sĩ với tỷ số là 1-3, một cái tỷ số cũng không quá bất ngờ khi mà Thụy Sĩ em thấy thì có vẻ là đã được đánh giá cao hơn ngay từ đầu. 3-1 đối với anh Thế thì cái tình huống mà thua ở cái bàn thứ 3 thì uổng quá. Khi mà Hungary thì thật sự trận đó đôi công cũng tốt, nhưng mà họ em cảm thấy là họ ở trận đầu tiên thì nếu mà mình thua tỷ số 2-1 thì nó cũng còn nhưng mà ở tình huống ba chiếc áo trắng mà chỉ có một tiền đạo của Thụy Sĩ đeo bám thì cái anh cũng hơi là tự tin quá, chứ nếu anh chỉ đánh đầu ngược về ngồi sau như các trung vệ thường làm thì là thủ môn đã lấy rồi, thì anh tính là truyền qua cho đồng đội của mình, nhưng mà đã bị lỡ. Thì là cái bàn thắng đó rất là quan trọng, tại vì ở trận đầu tiên mà thua 2-1 nó hoàn toàn khác với 3-1. Tại biết đâu đó ở trận lượt trận cuối cùng các bàn thắng bại sẽ đem ra để tính, để cho có thể là một lợi thế để vào vòng trong.
Thì Danny Huy vừa gửi đến quý vị là ở bảng A. Bảng A, lượt trận đầu tiên. Ở bảng B thì là quá tưng bừng. Thì chắc có lẽ là cái ngày mà tưng bừng đó là chắc Eric Hiệp cũng rất là thích. Tại vì Eric Hiệp ngày hôm đó mà đi thấy rằng là Eric Hiệp đã khoác trên mình của mình là chiếc áo của Tây Ban Nha. Spain. Ừ. Yeah, Spain. Một trận đấu Eric không có thì giờ mà coi hết nguyên trận, nhưng mà chỉ cứ lướt qua thôi, tại vì trong lúc làm việc mình cũng liếc, cũng để cái TV kế bên để mình coi. Nhưng mà cái trận đấu đó cũng ok thôi, chúng chưa có thỏa mãn cái mà expecting của Eric về cái độ Spain nhiều cho lắm. 3-0 vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn còn under đúng không anh Thế? Kỳ vọng cao quá thì là cũng mém ngay like chút xíu, nhịn hơn chút xíu, có like 2-7. Không, tại vì cái đội kia họ cũng yếu quá, nên họ cũng yếu nên Croatia. Thực sự Croatia thì khá là mạnh, Croatia nhưng mà một hai sao nó hơi cái trận đó thì, theo em là huấn luyện viên cái cách tiếp cận trận đấu của ông nó hơi sai. Bởi vì nếu mà để gục cụ ông Modric gần 40 tuổi và thêm Kovacic cũng hơn 30 rồi mà để hai cái người đó đá double pivot mà ngay cái trận đấu với Spain, mà năm nay Spain lại cái hàng tiền vệ lại rất là mạnh với Rodri, rồi kể cả bên cánh là cầu thủ 16 tuổi Yama là lần đầu tiên là người kiến tạo trẻ nhất trong lịch sử Euro, một cầu thủ rất là có tiềm năng. Quá hay trận đấu, quá hay. Một trận đấu mà với các cầu thủ đã có tuổi của Croatia mà cứ theo bóng cho các cầu thủ trẻ như là các máy chạy của Tây Ban Nha, từ cái việc cứ đeo bám hoài thì là thể lực sẽ bị bào mòn. Và trong một ngày mà mọi người cứ nghĩ rằng là Morata anh hơi bị kém duyên chút xíu, thì anh lại là cái người tỏa sáng. Thì sau cái thế hệ của Torres, đội trưởng Morata, Torres và Villa thì chắc có lẽ không ai mà đá ở vị trí trung phong đến thời điểm này là có một suất mà Mai Thế nghĩ rằng là sẽ một suất lúc nào luôn có trong cái đội hình hiện tại của đội tuyển Tây Ban Nha, đó là Morata. Thì anh đã ghi bàn khai thông bế tắc, thì có một trận đấu đội Tây Ban Nha chơi rất là thánh thoát, nhưng mà vẫn không đem lại cho cái sự mong đợi cho anh Eric Hiệp, mà tại vì chỉ có 3-0 ở một trận đầu tiên mà anh đã ăn một đội banh Croatia mà 3-0 Eric Hiệp vẫn chưa thỏa mãn. Thì chắc có lẽ là cái đó là cái quan niệm riêng tư của Eric thôi. Nhưng mà I could be wrong, Hiệp có thể sai, Eric có thể sai. Và kia cũng nhiều người thích chứ không phải là ngồi đây nói Hiệp 1 đã 3-0, mọi người trông chờ là có đặt thắng thêm một. Em nghĩ là anh Hiệp ý, anh Hiệp nói là đáng là tại sao Hiệp 2 không có ghi thêm trái nào. Giấu bài đi, giấu bài đi. Thấy 3-0 rồi tự nhiên là... Giấu bài đi. Chưa kể là phút gần phút cuối là còn bị một trái penalty mà may mắn là... Trình Làng, một cầu thủ 16 tuổi, gần 17 tuổi, 16 tuổi, 320 mấy ngày. Chính là một cầu thủ 16 tuổi mà đi đến Euro mà vẫn còn đem theo bài vở để học bài thì là rất là thú vị. Một cầu thủ trẻ Chính là của Barcelona và ở một trận đấu mà anh tỏa sáng, có cái đường truyền quá đẹp để cho Carvajal ghi bàn thứ ba, quá đẹp. Rồi ở trận đấu còn lại là cũng của bảng B luôn thì Ý. Hôm qua em thấy anh Thế cũng mặc áo Ý đó. Đó, không biết hôm qua là sao. Nhắc mới nhớ nha. Xin phép quý vị cho Thế Thế giỡn vui với lại người bạn, người em rất thân của Mai Thi Thế, đó là Long. Long thì mọi người đều biết rằng Long thì đá cho Hòa Hiệp từ xưa giờ, bây giờ Long thì ở Houston. Long là con trai của cựu tuyển thủ nổi tiếng của Việt Nam, bố Võ Thành Sơn. Long cứ lúc làm chương trình mà Long cứ chọc là anh Thế bận áo đội nào thì đội đó thua, Long sẽ đánh đội ngược lại. Long hôm nay anh Thế Pháp, hôm nay anh Thế bận Pháp nha Long. Ngày mai có thể là nếu mà Pháp thua thì Long muốn gì anh được đó. Tháng 7 này anh qua Dallas anh đá giải với Long thì là Long muốn gì được đó Long. Ok, trận Ý, nói sơ qua về trận Ý để mình còn nói về trận ngày hôm nay, mới xong ngày hôm nay. Dạ,
Còn ở bảng trận đấu còn lại của bảng B là Ý với Albania thì phải nói là một bất ngờ, là không ai tưởng tượng được là đội Albania là đánh giá là thấp, là yếu nhất giải mà trở thành đội bóng ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử Euro ở giây thứ 18. Ở giai đoạn này. Dạ đúng. Hiện tại là ở giây thứ 18 là rất là bất ngờ khi mà Albania là ngay mới giây 18 thôi, một quả ném biên về của hậu vệ tuyển Ý. Và tiền đạo của Albania đã ghi bàn mở tỷ số, nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn thua với tỷ số 2-1. Nhưng mà 2-1 là cũng rất là tốt, nói về so về hiệu số bàn thắng cho Albania. Thực dụng thôi. Dạ đúng. Mọi người đang thấy là đội tuyển Ý đá như là lên đồng sau khi bàn thua. Mà quá sớm. Đá như lên đồng. Đá như lên đồng, cái đó là sự thật. Tại vì khi một ngày bàn thắng liên tục. Tại vì trong đá banh mà có những lúc là mình thi đấu không còn là mình nữa. Quý vị có thấy rằng sau cái bàn thua mà cái lỗi của ném biên, thì lúc trước mà Ma Thi Thế mà đá, lúc đá đó thì tương đối là khi có ném biên thì mình có xu hướng là mình ném cái bóng lên hơn là phải ném về cho đồng đội của mình, thì là mình lợi hơn. Nhưng mà một cú ném biên bất cẩn, Donnarumma vẫn không chịu nổi cái bàn sút ngay. Mặc dù là mình đã ra, thủ môn đã ra, đã đè ngay góc chết rồi, đè ngay góc gần, nhưng mà vẫn đá dở nóc lưới lên. Bàn thắng thì quá nhanh, quá sớm. Nhưng mà một đội Ý rất là bản lĩnh, họ vẫn thi đấu rất tốt. Thi đấu hiệp 1 là quá hay. Có hai bàn thắng gỡ hòa và dẫn bàn. Thì hiệp 2 họ lại thi đấu trùng xuống. Không biết Spalletti có giấu gì hay không? Game guy, anh thấy ơi. Cái line nó xuống là bắt buộc là phải, mày phải đá ít lại cho ta nha, là cỡ đó thôi nha. Có nhiều người cứ nghĩ là game guy đó là những cái từ ngữ mà của những người cá cược thôi. Chứ thiệt ra là cũng có, nhưng mà mình không biết cái nào. Cái đó cũng là nửa tin nửa ngờ, tại vì trong bóng đá mà có các hạng cá cược. Yep. Tại sao họ lại tài trợ cho các đội bóng? Yeah. Bây giờ thử hỏi như Eric Hiệp là ông chủ của thế đây, trong một cái trận banh nào, 10 trận banh thì ông kêu một trận banh nào hôm nay đá theo ý của mình cho nó vui, mà mình biết trận nào. Ngoài kia thì quý vị cứ là hăng máu lên, cứ favor over. Bữa giờ thì hai ngày đầu favor over, bà con về rằng, nhưng mà trận cuối cùng là trận Ý đó. Quý vị, trận Ý đó là thoải mái, đường dài không biết người hay quý vị ơi. Thôi bây giờ cứ nhà cái cứ thương đi cho các người mà yêu thể thao đó, họ có tí vốn chút xíu cho vui, đem về cho vợ con chẳng hạn, như ngày Father Day. I'm fishing you. Come on in. Nhắc về Father Day, cho Ma Thi Thế gửi lời chào đến Happy Father Day tới tất cả quý vị, và luôn chúc quý vị luôn có một Father Day hay nhiều ngày Father Day thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe. Và con Ma Thi Thế xin chúc các bố lúc nào các bố sức khỏe và được sự yêu thương của tất cả mọi người. Thì một lần nữa happy Father Day đến quý vị. Ok, đó là ngày thứ bảy. Hôm nay là ngày chủ nhật. Nói tới ngày chủ nhật là Thế Huy là anh chỉ nhớ em là fan cứng của England thôi. Cái đó trận đó để dạ, cuối cùng cuối, nói à. Trận cuối là đúng. Okay, là trận cuối luôn. Trận đầu tiên là trận Hà Lan với Ba Lan. Dạ. Dạ, Hai Lan. Sông Lan. Rồi cho để anh thấy nó chưa đây. Đó. Sông Lan. Dạ. Ba Lan hả? Thế có giỡn với lại mọi người nói là Sông Lan đá mà. Đội của Lewandowski là Ba Lan là ba thôi, đội kia là đội Hà Lan. Nhưng mà thiệt ra sự thiếu vắng của Lewandowski khi anh bị vẫn còn chưa có bình phục chấn thương, vẫn bị chấn thương, thì nên huấn luyện viên đã để anh ngồi. Sức mạnh của đội tuyển Ba Lan thì mọi người vẫn dựa vào cái sự thi đấu của Lewandowski, khi mà anh tì đè ở trên, anh là một tiền đạo mũi nhọn, ngoài kinh nghiệm và sự dẫn dắt, và là cái người mà luôn tạo niềm cảm hứng tinh thần cho tất cả đồng đội khi ngồi ở ngoài, thì mọi người thấy rằng đội Hà Lan vẫn là một đội banh mà với sự dẫn dắt của huyền thoại của Hà Lan, đó là Ronald Koeman, người mà đã đem chiếc cúp Euro về cho đất nước Hà Lan
với cùng với bộ ba Gullit, Van Basten và Rijka ở năm 1988. Mặc dù là trận chung kết, đội tuyển Hà Lan ở vòng loại đã thua đội tuyển Liên Xô. Liên Xô thời lúc đó năm 88 thì ở trận chung kết họ đã thi đấu rất khởi sắc và đã thắng đội tuyển Hà Lan 2-0 và có cái bàn thắng rất đẹp, bàn thắng để đời của Marco van Basten khi bàn thắng đá qua khỏi tầm tay như một người ta nói một cái cầu vồng của đá qua khỏi tầm tay của Dasev. Thì ông là cái người mà thời đó mọi người đều nghĩ rằng tất cả người Việt Nam mình nhìn thấy Ronald Koeman là cứ nghĩ rằng những cú đá đại bác của ông khi mà ở tiếng hai trả về hay là trả ngang thì ông chỉ lên, ông chỉ cứ việc tung cái cú úp cái mu bàn chân thì là những đường bóng lên đá bằng mu đó. Dạ, banh cứ trả ngược lên mà hồi xưa mà Hiệp cứ nhớ là diễn viên mà trả lên trả mà thấy thế đá mà đá cứ đá mấy cái banh đó. Ronald Koeman nổi tiếng ở 30m 25m mà Ronald Koeman thời đó ăn rất nhiều, thì ông là một trong những huyền thoại. Và sau khi đã thế chỗ của Van Gaal thì một lần nữa cho thấy đội tuyển Hà Lan năm nay mọi người không đánh giá cao, nhưng mà sau những trận thi đấu giao hữu, các trận giao hữu thì không nói lên được điều gì, nhưng mà vẫn cho thấy được cái sự ổn định của đội tuyển Hà Lan năm vào năm nay khi có các cầu thủ của hàng phòng ngự rất là vững chắc. Thì đội tuyển Hà Lan là đội tuyển được xếp cửa trên khi mà vẫn là hạng cá cược chấp một chấp banh rất nhiều, tại vì với một đội tuyển Ba Lan là một đội banh mà mọi người nghĩ rằng là từ trước tới giờ họ là một đội banh mà các đội bóng mà gặp họ là họ không phải là một đội bóng hay, nhưng mà gặp đội tuyển Ba Lan là họ rất là đáng gờm. Thì họ thi đấu cầu thủ thể hình cao mà họ chịu rất là chịu va chạm và họ thi đấu rất là kỷ luật. Nhưng bàn thắng khi mọi người trông chờ cho ở đội tuyển Hà Lan thì đã bị dội gáo nước lạnh. Khi được phạt góc thì là đội tuyển Hà Lan đã biến thành bàn thắng liền. Thì ngược lại lúc đó là đội tuyển Ba Lan đã có bàn thắng dẫn trước, thì đội tuyển Hà Lan thi đấu rất hay. Phải nói là cầu thủ trẻ có duyên là Caspo đã ghi bàn gỡ hòa, nhưng vẫn cho thấy rằng cái người mà đất nước Hà Lan đặt hy vọng nhiều nhất ở hàng công đó là Memphis Depay vẫn tỏ ra chưa có duyên khi mà đã bỏ lỡ hai cơ hội. Nếu mà một cầu thủ đẳng cấp thì coi như là tình huống đó là phải thắng. Khi mà anh hứng ngực để cho banh xuống mà anh bắt hứng ngực xuống thì lại anh không đá liền cái banh, lúc cái banh nửa nảy đờ mi vô lê, nhưng mà anh đã bỏ cơ hội và lần thứ hai anh lại bỏ cơ hội. Thì sau khi đã gỡ tỷ số 1-1 rồi thì hai đội đá giằng co và đội tuyển Hà Lan lại cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và phải không có bàn thắng. Thì cũng ngay đúng lúc là một siêu dự bị của một cựu cầu thủ của MU và là một người rất là có duyên khi anh vào ghế dự bị là Gregos. Anh đã cho mọi người nhớ lại là cách đây 2 năm anh cũng là cái người từ vào sân vào ghế dự bị là vẫn là con bài chiến lược khi anh có gỡ hai điều trước đội tuyển Argentina và đã thua chỉ ở cú các lượt đá penalty mà thôi. Thì cho thấy là cái duyên của anh, mặc dù là anh không được đá chính, chắc có lẽ là cầu thủ mà không được sắp đá chính thì buồn, nhưng mà anh vẫn là chứng tỏ là một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh vào từ băng ghế dự bị và đã ghi bàn rất đẹp, rất cho thấy rằng là cái duyên của anh với trong những phút mà quyết định thì là sự sáng tỏ của Vegas vẫn cho thấy rằng anh là một cầu thủ mà đối với Mai thì thấy nghĩ rằng đến giờ này anh xứng đáng là có một suất đá chính cho đội tuyển Hà Lan. Tỷ số là 2-1. Ok rồi, mình nói tới trận Denmark and tiếng Việt Nam Denmark là Đan Mạch. Đan Mạch, và còn cái kia là Slovenia, là Slovenia. Một nước của khối 54 tách ra. Ok. Tỷ số là 1-1. Lúc đầu coi cái trái mà đá đầu tiên của Đan Mạch vô đưa cái gót cho Ericsson.
Ericsson. Ồ, cái đó. Mới vừa nói. Mới. Chương trình ngày đầu tiên mình có nói về Ericsson. Yeah. Mình có nhắc về Ericsson thì đó là một cái khoảnh khắc rất là xúc động và năm. Đáng nhớ. Yeah. Mình vừa nhắc cả là Hoàng, Buffon Hoàng đã xúc động liền. Chảy nước mắt rất nhiều. Yeah. Cách đây 3 năm thì trận đá với Phần Lan thì là anh là cái người mà đã làm cho thế giới lúc đó là như là mọi người giống như là lúc đó là chỉ đứng có biết tim, im lặng đứng tim luôn, im lặng chung là chỉ có cầu nguyện cho anh thôi. Nhưng mà một lần nữa khi anh đến lại với lại cái giải đấu này thì cho thấy là cái sự cố gắng, tính chuyên nghiệp của anh rất cao. Và không có gì bằng khi anh là cái người lại là ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Đan Mạch ở cái giải đấu mà mọi người nghĩ rằng sau khi anh bị tim thì rất có thể là anh phải giả từ sự nghiệp. Nhưng mọi nỗ lực của Ericsson, anh trở lại với câu lạc bộ, mặc dù là ở giải Ý không cho anh thi đấu, nhưng mà anh đến với giải Anh thì là anh cũng là một trong những nhân tố chủ lực của câu lạc bộ Manchester United, và cho thấy rằng anh vẫn là linh hồn của đội tuyển Đan Mạch. Thì anh đã ghi bàn, nhưng mà diễn biến xảy ra thì sao thôi hả? Dạ. Là mọi người hụt hẳn ha. Dạ, thì cũng hiệp 1 là rất là chủ động, mà cũng nó na ná giống với cái trận Anh mà chương trình sẽ nói tiếp sau trận Đan Mạch, là tự nhiên Đan Mạch có vẻ dùng xuống và để cho Slovenia cầm nhiều bóng hơn, và cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Dạ, là bị gỡ hòa 1-1, một kỹ số phải nói là cũng khá là bất lợi, trong một cái bảng mà nó cũng hơi tầm tầm nhau. Ngoại trừ Anh, nếu mà nói là Anh là hạt giống thì ba đội còn lại rất là ngang ngửa. Họ cầm bóng nhiều hơn, họ cứ đá vòng vòng đá thấp xuống, nhưng mà trước cái bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Slovenia thì là đã có một cú cảnh báo, một cú cũng demi volley rất đẹp mà đã dội xà thì dội cột. Lúc đó giống như là một điềm báo. Nhưng mà không ngờ vẫn là cái một cú demi volley thứ hai thì là đã đụng vào mông, thì là bóng đã đổi hướng, thì Michael không có cách nào mà cứu được. Thì chắc có lẽ rằng tỷ số một điều thì là Slovenia thì họ rất là mừng, nhưng mà đội tuyển Đan Mạch thì cũng vào thế bất lợi, là nếu họ đã tính toán là phải có 3 điểm trước Slovenia. Tại vì ngay vòng thứ hai là họ sẽ gặp Anh. Anh liền, Đan Mạch sẽ gặp Anh. Ok. Trận này England đá với Serbia. Ok. Danny là một fan cứng, nói lại chút xíu là Danny là một fan cứng của MU và England. Thật thì sự là tại vì anh là England này thì cái này là anh nghĩ là anh với anh Thế đi ra ngoài ngồi uống cà phê đi. Để cho em thôi hai mình đi uống cà phê để cho Huy cứ tâm sự với khán giả. Tâm sự với khán giả, yên lên cái gì mà nói ha. Đụng ok. Tới, đụng tới bắt đầu Danny Huy. Đụng tới yên lên của Danny Huy là Huy như là tuôn chảy. Máu liền. Dạ, thật sự mà nói thì nếu mà quý vị khán giả mà là fan của tuyển Anh thì phải nói là hôm nay là chắc cũng như Danny là sẽ không có hài lòng. Với cái cách mà tuyển Anh có cái chiến thắng này, mặc dù dù sao thì đầu tiên vẫn là sẽ phải chúc mừng các cầu thủ thôi, bởi vì đã là fan thì phải chúc mừng các cầu thủ chiến thắng, bởi vì với cái chiến thắng này thì gần như là đặt một chân vào vòng 16, bởi vì chỉ cần một trận hòa thôi, đa số ở Euro là chỉ cần 4 điểm là trung bình là 4 điểm, trong hai trận lại chỉ cần một trận mới hòa đặt một chân à. Một chân thôi mới đặt một chân mà chân kia cũng có thể về nước đó. Dạ đúng nhưng mà đa số là sẽ là, và đây cũng là cái chiến thắng phải nói là chiến thắng thứ hai duy nhất ở cái trận mở màn của tuyển Anh ở vòng loại ở vòng chung kết Euro ở là năm nay, cũng như là 4 năm trước là 2020 là lần đầu tiên mà tuyển Anh chiến thắng ở trận mở màn ở trong một cái vòng final của Euro. Có thể nó là một cái huân không, Danny? Hy vọng là như vậy, bởi vì 4 năm trước hy vọng là như vậy, bởi vì 4 năm trước thì tuyển Anh cũng thắng lần đầu tiên và đi rất là sâu, thì hy vọng là tuyển Anh đi vào càng sâu càng tốt. Hy vọng là kỳ này cứ đi sâu hơn nữa. Thì nói về cái trận đấu này thì phải nói là một lần nữa là chúng ta thấy là một cái hình ảnh rất là quen thuộc của Gareth Southgate England, là một đội tuyển có rất là nhiều tài năng, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cách sắp xếp đội hình của huấn luyện viên Southgate thì đặt ra rất là nhiều câu hỏi,
Và cái trận đấu ngày hôm nay thì cũng như nhiều dự đoán là đã, bởi vì như là 1-2 ngày trước là đã có leak cái đội hình và gần như là nó chính xác 100%. Đó là cầu thủ sẽ đá cặp ở vị trí tiền vệ trụ với Dylan Wright thì lại là Trent Arnold, một cầu thủ mà chưa bao giờ đá ở vị trí tiền vệ ở Liverpool, câu lạc bộ của anh. Lúc anh thấy đội hình này anh hơi giật mình. Dạ, nó, thì ổng đã anh thử. Thấy, anh thấy tại sao mà một cái giải lớn mà lại đưa một cầu thủ mặc dù anh thi đấu mình đã có thử nghiệm thành, dạ, thành công cho Liverpool chưa bao giờ, mà lại vào cái vị trí hơi tương đối, dạ, là lạnh. Chưa bao giờ Arnold đá ở vị trí tiền vệ mà lại là một tiền vệ thấp nữa, không phải là cao nữa. Bởi vì ở Liverpool thì anh đá hậu vệ phải, nhưng mà vì dạ, bóng đá hiện đại thì rất là có nhiều tình huống là hậu vệ biên hai cánh sẽ phải bó vào trong trung lộ, trở thành một cái tiền vệ thứ năm thứ sáu để dồn cái quân, giống như đó là một cái gọi là như là inverted fullback. Danny, xin lỗi Danny, là anh hơi cắt ngang chút xíu, là có phải là ông muốn dùng ba cầu thủ ở vị trí biên phải cùng đá một lúc? Dạ, khi mà rất là nhiều cầu thủ thuận chân phải. Walker là chắc chắn là có rồi, Trippier thì là ông lại đưa qua đá tới chỗ của Luke Shaw khi mà Luke Shaw vẫn chưa có bình phục 100%, nên ông phải sử dụng Arnold đá ngay vị trí đó. Chứ nếu mà Arnold mà đá ngay vị trí hậu vệ biên phải thì là Walker để đá đâu. Dạ thì đó. Thì có lẽ là những người học trò cưng, những học trò ông thích quá thì ông cố gắng. Nhưng mà khi mà vừa thấy Arnold đá cặp với lại Rice, Darren Rice thì lúc đó mình hơi ngạc nhiên, nhìn thấy đội hình này hơn. Nhưng mặc dù là đã có thử nghiệm ở trước đó rồi. Có, dạ, đội hình có là nghiệm. Ông sắp là trên đó là như vậy, nhưng mà khi vào thì các cầu thủ có thể mình nó hơi biến hóa chút xíu. Dạ, và phải nói là hơi tương đối hơn. Nếu mà quý vị theo dõi tuyển Anh thì đã có rất là nhiều lần là đặt cái dấu hỏi về cách sử dụng người này của Southgate. Bởi vì khi mà dùng Arnold đá cặp với Rice thì lại thành ra là vị trí của Foden lại phải trở ra cánh, bởi vì không thể nào để Bellingham đá dự bị được. So Rice, Bellingham là chắc chắn không dự bị rồi. Bellingham là phải đá hộ công for sure. Cho nên là vị trí của Foden thì lại ra bên trái, và rõ ràng ngày hôm nay là một ngày thi đấu cũng rất là tệ, phải nói là tệ, theo em là tệ của Foden. Chưa bao giờ thấy Foden đá mà mất hút trên sân như vậy. Nếu quý vị mà coi xuyên suốt một cái giải đấu của Premier hay là Champions League thì là thấy Phil Foden đã hay cỡ nào, một cầu thủ xuất sắc của Premier mà lại mất hút ở trên. Nó lại trở lại với cái cách dùng người, bởi vì Foden đá ở Manchester City là đá chỗ của Bellingham. Có thể quý vị nói ngồi đây nói sao hay quá, nhưng mà chắc có lẽ quý vị cũng cùng suy nghĩ với lại Eric Hiệp, Mai Thi Thế cũng như là Danny Huy, là sự thành công của các đội tuyển hay huấn luyện viên mang đến thành công cho cái đội banh của họ là ông phải làm sao biết sử dụng được những cái ưu điểm, những cái điểm mạnh của các cầu thủ mà ông có. Cái đó mới là cái hay. Đó là tại sao mà không phải là đến giờ này mình mới nói, nhưng mà khác hẳn với các huấn luyện viên khác là ông Ancelotti, ông đã thành công là như vậy. Có những người mà ông thử nghiệm các vị trí không phải sở trường của họ, nhưng mà trong những lúc thử nghiệm thôi, chứ không phải là một giải đấu lớn mà mình thử nghiệm. Một giải đấu lớn, một trận đấu quan trọng gặp Serbia không phải là một đội dở. Quý vị thấy rằng sau khi mà có bàn thắng, Serbia đó cũng là một trong đội banh của khối 5-4 mà tách ra. 5-4 mà là tách ra thì đội banh nào đá cũng là rất hay. Không phải là xuất sắc lắm nhưng mà rất là khó chịu. Croatia, Kosovo, Slovenia, rồi Montenegro, Bosnia, một cái khối, một đất nước có chút xíu mà tách ra một đất nước nhỏ xíu mà vẫn là một đội bóng hay, là tại vì các cầu thủ của họ họ không phải là
những cầu thủ không phải thi đấu các đội bóng lớn đi, họ vẫn thi đấu các đội tầm trung của các giải đấu hàng đầu của châu Âu, nên họ thi đấu rất hay. Thật sự mà nói là Serbia nếu mà trên giấy tờ ngày hôm nay là khá là mạnh, bởi vì tiền đạo của họ hôm nay, hai tiền đạo là Mitrovic là đã hàng hiệu đó nha, hàng danh ở ngoại hạng Anh, hiện tại thì anh đang thi đấu ở Ả Rập Saudi. Yeah. Nhưng mà người còn lại cũng đâu phải là bình thường, Vlahovic đang đá cho câu lạc bộ Juventus. Toàn là những cầu thủ hay. Và anh cũng đã có một cú sút mà phải làm cho Pickford phải rất là khó khăn để đẩy được Vlahovic. Xém thôi, mình cứ nghĩ là những tình huống mà đội Anh đá thấp xuống. Có một cái thì cứ nghĩ là sẽ có bàn thắng xảy ra. Mình cứ liên tưởng là đội Anh đá giống như trận Đan Mạch đá buổi sáng, là sợ là cứ ngày nay bây giờ đá banh mà quý vị xem, quý vị thấy nó có nhiều tình huống, có nhiều tình huống mà xuống biên, có nhiều tình huống mà xuống biên cứ việc căng ngang qua, xuống biên cứ việc căng ngang như một cái rẹt vô, thì nhiều lúc không có đồng đội của mình thì các hậu vệ bên kia cứ chạy, biết đâu a băng đụng chân đụng cẳng nó vô, hay là khi mà anh chuẩn bị anh suốt nó đổi hướng banh. Cái kỹ thuật mà mình là đá biên lúc nào cũng vậy, tuôn xuống góc rạch lên, có đồng mà có bạn mình hay không, cứ tuôn lên cái cơ hội mình đó. Nhiệm vụ đá biên thì sao? Tại ngày nay á, hồi trước thì ông bà mình cứ hay nói là cái kiểu cuốn chiếu. Cuốn chiếu là sao? Cuốn chiếu là cứ ở ngoài biên mình xuống mình lấy vô, thì xong một đồng đội của mình cứ ra biên, cứ thoát cứ cuốn vô, rồi cứ đem banh xuống biên. Còn nếu mà tiếp tục có một người nữa chồng tiếp là cứ cuốn lên như vậy rất là hiệu quả. Thì ngày nay thì chồng biên, bây giờ các cầu thủ đá chồng biên rất nhiều. Quý vị thấy rằng có những cái mà chỉ còn cách chỉ 5 mét thôi, nhưng mà có người tiếp tục chồng biên thì người đó vẫn không chìa ngang ở giữa mà tiếp tục cứ đẩy sát chồng ngay cái biên đó. Thì khi mà họ xuống dưới biên thì điều đầu tiên là sao? Cứ quan sát vô ngay ở giữa, cứ căng ngang vô ở giữa, thì là ở trong này là có tiền đạo, người di chuyển cột gần, người di chuyển cột xa, có nhiều lúc mà di chuyển 2 mũi 3 mũi với một lượt, tại vì có nhiều đội banh họ vô, cái người mà di chuyển tới cột gần, chẳng hạn như cái người di chuyển hơi quá cột gần chút xíu, họ thấy cái banh trước mặt thì họ chỉ động tác họ tới, họ chuẩn bị họ đá nhưng mà họ chỉ dỡ cái chân lên. Thì là những cái bài tập này là các đồng đội rất là hiểu ý nhau, khi mà dỡ chân lên thì người ngoài sau mà chống thì họ chỉ cần đệm ngang vô, còn không nếu mà cái người kia mà còn dỡ tiếp nữa là những cái bài mà 2 mũi 3 mũi vô, là ngày nay là họ ăn những cái tình huống nó rất nhiều. Mà khi xuống biên thì Eric Hiệp vừa nói là xuống biên cứ việc căng ngang, còn có nhiều người mà tốc độ, khi mà tốc độ hơn cái người kia đã qua mặt rồi, họ tiếp tục xuống biên nữa, họ tiếp tục đi xuống biên nữa, thì là cái họ quan sát rất là dễ hơn. Khi họ xuống biên nữa, họ có chỉ cần liếc mắt đội dừng lên, thì là cái người ở trong 1 mũi 2 mũi cắt lên, họ chạy cả ngược lên, thì chỉ mượn cái lực của trái banh họ trả lên thôi. Anh không cần phải giống như xưa mà tới mà bậm môi cắn răng cắn lợi vào đá chứ cho mạnh, chỉ này lên chỉ đệm một cái lòng, chỉ đệm chuẩn vào là ăn. Bởi vì là đá cái lực mà xuống mà mình chỉ cần mình cứ tán cái lòng, tới mình đang tán cái lòng. Quý vị hay là có dịp mà thấy quý vị tập thử mình sút mạnh, cái lực nó đi cũng mạnh, nhưng mà cái lực của đồng đội mình trả lên, mình chỉ cần mình tới mình tán cái lòng, mình tán nhẹ cái lòng một phát thôi, cái banh nó đi rất căng. Mà cái lòng ở trong đá banh là cái lòng là chuẩn nhất, không có gì bằng hết. Bởi vì hồi xưa lúc mà từ đội trẻ mà lên trên đội tuyển tỉnh, mình chuyền lòng hay là mình đá cái gì mà hư không sao, mà đá hơi fancy chút xíu, mà gặp đồng đội của mình đá hơi má ngòi chút xíu, đồng đội mình mấy ông lấy được không nói gì, mà đá mà sang cái là mấy anh lớn liếc cái, ông thầy liếc cái là mình đã sợ rồi. Nên bởi vì cái lòng rất là chuẩn. Ngày nay thì fancy đá lòng, đá cứa. Danny là Eric Hiệp có thấy không, các cầu thủ ngày nay ở ngoài biên á, họ cứ lấy vô, họ cứ dí một cái, trung vệ vừa ập vô, dí là tưởng đá, trung vệ ập vô, vừa dí vô một cái, dí một cái, vừa vô một cái họ đẩy ra, một trung vệ ra nữa, cái nữa, vừa vô một cái họ dí ra, thêm họ đẩy ra, họ đã không cần phải đá bằng cái mưu chiến diện là cái gì xưa nữa. Ngày nay á, cái giày nó thiết bị có những cái chất silicon, họ chỉ cần cứa ra, họ cứa chứ banh, họ cứa một cái là chứ banh, mình nhìn thấy ra ngoài nó cứa, mà cứa vô trong. Bởi vì nhiều cái bàn rất đẹp mình thấy nó là như vậy. Ngày nay công nghệ đưa cho các cầu thủ với lại họ nâng cấp những cái trang bị cho bóng đá, nên mình có những bàn thắng rất đẹp.
Hopefully, mong rằng trận kế tiếp Yên Linh đã... Thì thật sự là chỉ trở về với câu hỏi là cái cách dùng người nào là tốt nhất thôi. Tại vì nếu mà nhìn đúng rồi. Cái hàng ghế dự bị của Tuyển Anh... Mình nhận ra điều đó thì chắc chắn ông Sergei, ông phải nhận ra. Thì nửa sau thì... Nhưng mà ông có thời gian sửa sai. Cũng phải bắt buộc rút Ano ra và để cho Conor Gallagher vào. Và Gallagher vào thì được kiểm soát thế trận tốt hơn. Và cũng đúng thay... Saka cũng không tốt, cũng thay Saka. Saka thì đột phá ngay cái biên phải rất hay nhưng mà vẫn chưa có hiệu quả. Nhưng mà một người mà ngày hôm nay mà thế nghĩ rằng là nên chấn thương hay là bị ngồi chấn thương mà những gì anh không làm được thì anh nên nhường chỗ. Khoảng 20 phút sau mà thế nghĩ rằng phải đưa Watkins vào. Thì mặc dù đội tuyển anh là captain của đội tuyển thiệt nhưng mà có những giờ phút mà anh thi đấu nó không còn là chính mình nữa thì nên nhường chỗ cho các em trẻ họ vào, thì biết đâu được là cái duyên hay là cái sự năng nổ, chỉ cần vào sân mà di chuyển đúng một cái là đúng theo cái đường bóng là họ cái duyên của họ rồi, họ sẽ ghi bàn thôi. Sao ghét thì hơi bảo thủ. Hơi lo. Nói chung là họ bảo thủ cũng có cái lý do của họ. Thế nếu mà họ đưa các cầu thủ trẻ vào, đưa một cái đội hình khác vào, họ thi đấu thành công thì không nói gì. Thành công đó là họ là được tưởng thưởng thôi. Nhưng mà đã không được thì là bị, nhất là ở báo chí xứ sương mù nữa. Cứ chỉ mũi dùi vào một cái giải đấu nào, Eric Hiệp cũng như Danny và quý vị đều thấy rằng báo chí giấy mực ở ngoài người hâm mộ cứ làm rần khó chịu, rất brand khó name, chịu. Brand name là gì? Đi tới đâu là đội tuyển Anh là cứ như vậy. Nên nhưng mà ông vẫn còn lợi hơn đội Đan Mạch rất nhiều, là ông có 3 điểm. Ông có thời gian để sửa sai rất nhiều. Nên các cầu thủ hay. Dạ. Game hôm nay là 1-0. 1-0. Ok. Còn ngày mai mình vẫn có 3 trận đúng không? Đúng không? Ngày mai cũng là ứng cử viên. Anh ra sao anh thấy ư là sao? Mới có nói chung là mới có 2 ngày coi trận đầu. Nó không vất vả giống như World Cup kỳ vừa rồi mà phải 1 giờ thức dậy. Ngủ thì quý vị biết rằng đâu có ngủ nhiều giống như là phải 8 tiếng được. Ngủ cứ 4-5 tiếng mà cứ banh bóng nó cứ quằn trong đầu. Alarm thì để cứ 5 giờ 5 mà cứ 4 giờ mấy là phải thức dậy. Rồi cứ nằm đó, rồi phải coi tin tức coi có cái gì mới gì không. Nhưng mà mới có 2 ngày mà thấy cũng hơi bắt đầu thiếu ngủ. Quại rồi đó. Nhưng mà không sao, đá banh mà. Cứ 2 năm mới có một kỳ. Ngày mai 6 giờ sáng là Romania đá với Ukraine. Ha. 9 giờ sáng là Bỉ, là Belgium đá với Slovakia. Và Slovakia. Và trận cuối á, là trận Pháp đá với Áo á, là Pháp. Ok. Thì mình chỉ tóm tắt sơ lược rất là lẹ về 3 trận đấu cho ngày mai thôi. Ukraine. Nếu mà Romania và Ukraine thì em chọn Ukraine. Bởi vì Ukraine họ cũng có những cái nhân tố ngôi sao thi đấu ở ngoại hạng Anh. Lâu quá rồi mới thấy Romania trở lại đấu trường quốc tế ha. Eric thì Belgium. Lúc nào cũng thích Belgium. Belgium trận thứ nhì. Rồi ok, chẳng mời Belgium. Nó no, chỉ thích vậy thôi. Mình không dám đâu phát biểu Belgium phải thắng bao giờ. Thì chỉ đơn giản là Belgium thắng hay không? Thắng kết cục hay không? Thắng, ok. Belgium 2-1. Cái này là cái phỏng đoán, cái đoán thôi nha. Ok. 2-1. Dự đoán vẫn là dự đoán. Dự đoán là gì đó? Thì Belgium là sẽ gặp Slovakia. Dạ. Thì Belgium thì đã qua rồi cái thế hệ vàng. Dạ. Và khi mà thế hệ vàng, các cầu thủ của họ mà được kỳ vọng nhiều nhất thì họ lại làm thất vọng rất nhiều. Khi mà các trận đấu, mặc dù họ để lại nhiều trận đấu có ký ức rất đẹp cho người xem, cũng như là tất cả những người mà yêu thương đội Belgium.
đội Bỉ. Thì có những năm mà đội Bỉ là đã đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA trong một thời gian rất rất lâu, khi mà các cầu thủ thế hệ vàng của họ. Nhưng thời gian đó đội tuyển Bỉ rất hay, thế hệ vàng của họ đã đưa tới không những người ở đất nước của họ mà tất cả những người yêu đá banh, có những trận banh mà phải nói là để đời. Nhưng khi mọi người kỳ vọng rất nhiều thì họ lại không thành công. Thì hôm nay vẫn còn Lukaku, De Bruyne, nhưng mà thật sự cái hàng tấn công của Bỉ vẫn rất là mạnh. Có đội Manchester City, của Arsenal. Thì 2-1 thôi. Mình vẫn thích cái tiền đạo Batshuayi. Vẫn hay, nhưng mà biết đâu được, không phải là thế hệ vàng đấy, nhưng mà họ thi đấu kinh nghiệm. Nhưng mà thế nói là lúc mà trong cái thế hệ đó, mặc dù là Lukaku là cái xuất đá chính, nhưng mà Lukaku hơi giật mình nhiều, nên bởi vậy mình tiếc cho một Batshuayi, là một cầu thủ lúc đó rất hay, thấy rất là thích, tại vì là mình cũng đá tiền đạo, mình thấy cầu thủ này khi mà vào, cái cách anh chạy chỗ, cái cách anh ghi bàn và cái sự năng nổ của anh mà anh vẫn không được một suất đá chính cho tới lúc mà anh không còn đá đội tuyển nữa thì mình thấy uổng thôi. Nhưng mọi người vẫn kỳ vọng một cầu thủ mà có những đường chuyền như đặc, những đường chuyền mà chính xác, cũng giống không khác gì với lại Tony Pru là De Bruyne. Có lẽ là mùa bóng cuối cùng của De Bruyne đã đang có tin đồn là anh sẽ về đội bóng của một người làng xóm rất gần của mình là San Diego. Là có thể là sẽ vào bóng đá, có một MLS đội bóng à. Sẽ vào đội giải bóng đá của MLS của Mỹ, nhưng mà vẫn cái đó cũng vẫn đang đang negotiate thôi. Ok, còn của mình Pháp sao? Chắc chắn Pháp. Ứng cử viên số 1. Pháp là thắng, nhưng mà phải thắng bao nhiêu? Đó, phải đó, biết là Pháp thắng rồi. Mọi người cứ nghĩ là Pháp thì thắng, nhưng mà thắng bao nhiêu, thắng có thuyết phục hay không? 3-1. Thắng có thuyết phục hay không? Nhưng mà đừng giỡn nha. Đừng giỡn lại Austria. Đừng bao giờ giỡn với lại Austria. Austria là trong thời gian qua là nhiều năm gần đây thì Austria là một đội banh mà rất khó bắt nạt. Mà mọi người cứ nghĩ tới Austria là vẫn thích cầu thủ Atomovic. Đó là một cầu thủ mà thi đấu rất máu lửa, mà là một trong những key player của, theo mà đi thấy nghĩ rằng một trong những key player của đội tuyển Áo. Thì đội tuyển Pháp thì là họ quá quá thừa tài năng. Không biết là chọn người nào, bỏ người nào. Kể cả những người mà được bỏ ở nhà thì lên một cái đội hình thi đấu còn hay hơn những cái đội khác nhiều. Nhưng mà một đất nước mà họ sản sinh ra rất nhiều ngôi sao, cái đó là cái thành công của Học viện Fontaine, của ông người cầu thủ nổi tiếng vua phá lưới Fontaine của Pháp. Thì là ta thấy rằng là họ không bao giờ thiếu tài năng, nhưng mà làm sao để đưa được đội tuyển Pháp đến với lại cúp vô địch của giải Euro, cái đó là một điều mà ông huấn luyện viên De Champ, ông phải nên suy nghĩ như thế nào khi mà tại ngay đất nước ông đã, đất nước của Pháp mà ông đã để vụt mắt. Thì một lần nữa, những thành công của ở giải World Cup thì là đội tuyển Pháp đã có rồi, nhưng vẫn còn Mbappé, một cầu thủ mà một tài năng, một người rất là kỳ vọng cho bóng đá của Pháp để đem chiếc cúp Euro về. Mbappé cũng kém duyên, huấn luyện viên De Champ thì ông lại không có duyên như là đời cầu thủ của ông. Khi mà ông đã nâng cấp World Cup và nâng cấp Euro thì mình nghĩ rằng cái tài cầm quân và cái cá tính của ông thì một giải Euro kỳ này liệu có thể là ông đem đến chiếc cúp cho đất nước Pháp hay không? Nếu ông không đem sự thành công đến cho đội tuyển Pháp ở giải Euro kỳ này, chắc có lẽ rằng Marie Thế nghĩ rằng
cái ghế huấn luyện viên trưởng của ông chắc khó mà tại vị phải không Huy? Ồ, Zidane mà lên cầm tuyển Pháp thì thôi, chứ cả thế giới này tất cả mọi người nào cho dù không thích Pháp nhưng mà yêu Zidane họ cũng vẫn thích. Tại vì Zidane là một huyền thoại, không những đời cầu thủ mà đời huấn luyện viên ở cấp câu lạc bộ thì ông thì Zidane là quá thành công. Nhưng mà làm sao mà để có lúc Zidane mà lên nắm các nên nắm đội tuyển Pháp khi các cầu thủ vẫn còn ở trong cái thời gian mà họ thi đấu thăng hoa, thì cái đó mới là một vấn đề. Thì Huy thấy trận Pháp là trận áo như thế nào? Dạ, em nghĩ chắc khó có bất ngờ. 3-1 Nhìn Pháp phải nói là họ có quá nhiều sự lựa chọn, kể cả nếu mà gặp bất cứ một cái khó khăn nào thì em nghĩ cũng sẽ có người mà có thể trên ghế dự bị sẵn sàng để mà có thể làm thay đổi cái cuộc diện trận đấu. Nó là một cái swap mà đáng mơ ước của nhiều quốc gia, quá nhiều. Và kể cả kỳ này họ ông De Sam gọi lại Kanté là theo em cũng là một sự bổ sung rất là cần thiết. Kanté thì là quá hay. Kanté là mẫu cầu thủ cần cù ngay giữa sân. Kanté thi đấu hồi xưa nhớ giống như là lúc mà mình mới biết xem đá banh nhiều chút xíu như thời của Tigana. Thì Kanté cũng nhỏ con, thời xưa Tigana cũng nhỏ con mà giống như là người không phổi, cứ di chuyển giữa sân. Mà Kanté là cầu thủ nhỏ con nha, nhưng mà những màn tranh chấp tay đôi với các cầu thủ lớn con là Kanté không hề kém cạnh. Thì cho thấy rằng là ông chọn những cầu thủ mà trong một thời gian không có mặt ở đội tuyển ở kỳ này, với cái sự người ta nói là thi đấu thời gian này là thời gian chính của cái thời gian quá chính của Mbappe thì hay là Marcus Thuram, quá nhiều tài năng. Coi như là mình tóm tắt chút xíu về ba trận ngày mai thì ngày mai đa số là dự đoán quý vị cũng đang nghe rồi, quý vị nhớ được gì quý vị nhớ. Đây cũng nói lại đây là dự đoán của ba anh em chúng tôi ở trong cái chương trình này thôi. Rồi còn ai muốn sao thì ngày mai tính. Ha, thôi bây giờ mình tạm thời mình chia tay với khán giả đi. Rồi sau ngày mai mình nói chuyện tiếp. Thì chương trình của Cinema Studio Let's Kick It cũng không ngoài mục đích là đem cái quý vị có những cái nhìn nhận rất vui cho cái giải Euro kỳ này. Thì ekip làm việc của Let's Kick It không quên cảm ơn quý vị, sự yêu thương của quý vị cho các anh em ở những khía cạnh khác nhau trong nhiều năm qua. Thì một lần nữa cũng cảm ơn nhà tài trợ của Nam, Number One Auto Compressor. Và quý vị có thời gian rảnh thì cứ nên đến những địa điểm, những tụ điểm mà coi đá banh rất là vui vẻ và lý tưởng. Đó là Cà phê Gypsy hay là Gia Sài Gòn Cà phê. Quý vị thích gần như Cà phê Dễ Thương thì những nơi đó là những nơi xem các trận bóng đá rất là lý tưởng. Thì một lần nữa Mai Thị Thế cũng luôn chúc quý vị luôn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chúc quý vị Happy thưởng thức cái giải Euro thật là tuyệt vời. Và Happy Father Day quý vị. Thì một lần nữa anh em chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.